Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3-4. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người tiêm đủ 2 liều. Các địa phương chỉ đạo đơn vị liên quan căn cứ tình hình, kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương và hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vaccine để đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo nhóm tuổi 3 đến 11 tuổi, 12 đến 15 tuổi, 16 đến 17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này.